Sau khi mà mình nấu sữa xong rồi thì mình sẽ cho thêm nước vào đây này, rồi đậy nắp lại. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng làm sạch này. Mày sẽ xây trong vòng 1 phút nha, để làm sạch tất cả những cái cặn bẩn mà nó bị dính lại bên trong lưỡi dao đó mọi người. Sau khi mà mày đã vệ sinh xong này thì mình sẽ rút tiện ra và mình sẽ mang nước đi đổ nha, rồi sẽ vệ sinh luôn lại một lần nữa cho sạch sẽ. Mình sẽ cho thêm một ít nước rửa chén vào cái cây cọ này và mình sẽ cọ lại bên trong. Vì khi mà mình nấu các loại hạt này ấy, nó sẽ có những cái phần chất béo ở trong hạt nó dính vào thành, cho nên là mình cần phải có nước rửa chén để mình rửa cho nó sạch sẽ hơn đó mọi người. Mọi người rửa làm sao mà tránh được nước vào phần cảm ứng này nhé. Có lỡ dính ra những cái phần xung quanh như thế này thì mình sẽ lấy khăn để lau đi, tránh cái phần mà mình cảm ứng ra giúp không liền nha. Bây giờ mình sẽ cọ tiếp cái phần nắp này. Vệ sinh, cái khâu vệ sinh của những cái dòng máy mini này rất là đơn giản luôn đó mọi người, gọn nhẹ luôn. Rồi mong được thấy các bạn người. Bên ngoài là 10 điểm luôn đó mọi người.